Cũng không chủ, đây là tánh thâm sâu của sắc, đây gọi là học tánh thâm sâu của sắc. Chẳng trụ vào tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, cũng không trụ, đây là tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, đây gọi là học tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức. Lại nữa, này xá lợi tử, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại bồ tát chẳng học tánh thâm sâu của sắc, cũng chẳng học, đây là tánh thâm sâu của sắc, đây gọi là không trụ tánh thâm sâu của sắc. Đối với thọ tưởng hành thức, chẳng học tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, cũng chẳng học, đây là tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, đây gọi là không trụ tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức. Khi ấy xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này rất thâm sâu, khó có thể so lường, khó có thể chấp thủ, không có hạn lượng thì khó tin hiểu, chỉ nên thuyết cho các Bồ Tát ở địa vị bất thối kia thôi. Vì sao? Vì những vị ấy nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tâm chẳng hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ, tâm rất tin hiểu, không sanh hủy báng. Trời Đế Thích hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: nếu vì các Bồ Tát chưa được thọ ký kia mà thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa sẽ mắc tội gì?